vốn là người phụ nữ dân tộc Tây, sinh sống ở khu phố cổ Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Ngay từ tấm bé, thấm thoát cũng đã hơn 70 năm. Ngay trước và cả bây giờ nữa, bà Tạ Thị Mai cũng như người dân nơi vùng núi cao quanh năm sương phủ này không biết đến cái tủ lạnh, thứ đồ gia dụng quen thuộc của người miền xuôi để tích trữ, bảo quản thực phẩm khi mùa hè nóng nực. Tuy nhiên, đồng bào nơi đây đã sáng tạo ra một cách giữ thực phẩm lâu hỏng, đó là sử dụng muối để ướp thực phẩm. Ôi giời, có từ thời Pháp rồi, ngày xưa về rồi, không phải bây giờ mới làm đâu. Còn cái tỉnh khác thì bà không biết, nhưng mà ngay cái Đồng Văn này thì từ xưa đến giờ rồi. Tết trước thì toàn là ăn những cái món này thôi. Hương khói thịt lạp này thì để 2 năm cũng còn để được cơ mà. Nếu mà nhà xây thì cứ treo cái chỗ nào nó có gió vào, cứ treo thế tha hồ để được, chẳng thối chẳng cái gì đâu. Lạp sườn thì cứ năm nay làm mà ăn hết năm nay, sang năm lại bắt đầu làm. Còn làm cái này thì cứ phải đun bếp suốt để khói rất nó lên, thì con ruồi con rước nó mới không bám vào. Không biết từ bao giờ, người vùng cao đã biết sử dụng muối để bảo quản và giữ cho miếng thịt không bị thiêu hỏng. Nhưng lâu nay, cứ mỗi khi mua được con lợn ngon hay nhà có lứa lợn xuất chuồng, thịt lợn tươi ăn một lúc thì không thể hết ngay được. Nên bà Mai thường ướp thịt với thật nhiều muối. Cứ ướp như thế cho đến khi lớp muối ngấm vào bề mặt thịt thành một màu trắng bạc, rồi sau đó đem chế biến. Thịt lợn ướp muối, nhất là thịt lợn ba chỉ với một lớp thịt nạc, một lớp thịt mỡ, thường được bà Mai muối từ 7 đến 10 ngày cho ngấm. Sau đó đem thái thành từng miếng. Phần để làm thịt treo thì thái bản to, miếng dài và dày, trọng lượng ước chừng khoảng từ 5 đến 7 lạng. Còn phần để nhồi vào lòng lợn non làm lạp xưởng thì thái mỏng hơn, ướp thêm hạt tiêu, thảo quả, mắc kén và những loại gia vị đặc trưng nơi miền Sơn Cước. Sau đó đem treo nơi thoáng gió, có khói bếp bốc lên để tạo nên những sâu lạp xưởng dành ăn cho cả năm. Theo bà Mai, việc ướp muối và treo trên các bếp như thế, thì dù là thịt lợn hay thịt bò, thịt ngựa thì cũng đều có thể bảo quản tốt mà không bị thiêu hỏng. Thịt ba chỉ thì phải mua lợn đen này, lấy toàn thịt ba chỉ hết. Còn lạp sườn thì phải mua lòng, lòng non ấy, phải tuốt sạch hết, rồi lộn nó ra, bóp muối cho nó sạch sẽ, rồi bắt đầu mua thịt mông rồi thái, ướp gia giảm các thứ vào đi, nào là súp, nào là mì chính, hạt tiêu các thứ. Đấy, bắt đầu rồi lấy cái máy rồi quay. Trước kia thì quay thì chỉ có rồi bằng tay, bây giờ có cái máy quay thì cứ quay một lúc là xong. Còn thời điểm mát mẻ mới làm được, mùa hè không làm được đâu. Làm được thì phải có bếp than lửa, ấy, nó khói lên thì nó mới khô được. Không có là nó thối đấy, mà làm vệ sinh thì nó mới không thối được. Những phiên chợ vùng cao như thế này thường được họp vào ngày cuối tuần. Các mặt hàng nông sản được bà con nơi đây đem bán, từ thịt lợn đã pha đến nguyên cả những con lợn sống, không giống với loại lợn dưới miền xuôi. Lợn vùng cao thường là lợn mán, lợn tên lửa, một loại lợn nuôi lâu lớn nhưng chất lượng lại rất cao. Do đó, thớ thịt chắc, màu thịt tươi, mỡ trắng nên khi ướp muối thịt không bị chảy nước. Quá trình treo thịt trên gác bếp, khói bám vào làm thịt có màu vàng đen. Lượng mỡ gặp nóng chảy xuống một phần, phần còn lại rất trong, thơm ngậy và không bị hỏng. Ở trên này thì thời tiết thì quanh năm mát mẻ, nhưng đặc biệt là vào mùa đông thì nó lạnh hơn rất là nhiều. Ở đây thì năm nào cũng thường nhiệt độ cũng xuống tầm dưới năm, lạnh nhất là tầm khoảng âm 5 độ. Thế thì đây vào cái thời điểm đấy, trước đây ấy, thì chỉ có ngày Tết thì người dân người ta mới có điều kiện để nuôi một con lợn cả một năm, thì người ta thịt ăn vào ngày Tết. Thì cái món thịt tươi thì mình không thể ăn một lúc mà hết cả một con lợn được. Thì người ta nghĩ ra cái cách để bảo quản thịt bằng cách người ta ướp rất nhiều muối mặn. Mặn cực mặn, muối lúc đầu là nó tan sau đó nó lại khô, nó lại xe lại dính vào miếng thịt, thì người ta bắt đầu bỏ lên gác bếp người ta treo. Và như thế là khi mà người ta cứ treo nó cứ khói cứ hun hết, người ta đun bếp cả năm mà.
nó cứ hun hết ngày này sang ngày nọ thì cái miếng thịt nó bắt đầu đen lại. Đen lại đi mà khi mình ăn thì mình rửa đi thì là bên trong nó chuyển thành màu đỏ và thịt rất là ngon. Và người ta có thể để được 2 đến 3 năm nếu khi thịt nó khô được. Và tôi nghĩ theo kinh nghiệm của gia đình nhà tôi, bố mẹ tôi cũng đã là người làm cái món thịt này rất là lâu năm và cũng đã từng làm rồi. Thì cái thời điểm mình làm ấy tốt nhất là vào mùa đông. Lúc đấy là tại vì là thịt của mình lúc bắt đầu là thịt tươi thì mình ủ lâu như thế thì nó không bị hỏng. Khi nó đã xe rồi nó treo lên thì mình có thể để qua mùa hè thì chẳng sao cả. Và thời điểm làm thì tốt nhất là vào mùa đông. Và sau nếu mà thịt của mình đã xe rồi thì mình có thể để từ năm này qua năm khác mà không cần một sự bảo quản nào khác. Thịt treo gác bếp đã trở thành một món ăn truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số vùng cao. Do tính chất thích nghi với môi trường thời tiết vùng lạnh cũng như nhu cầu dự trữ lương thực thực phẩm trong những ngày đông khan hiếm, món thịt treo về nguyên bản là một sản phẩm mang đậm dấu ấn văn hóa người Mông. Nhưng khi hòa nhập vào nền văn hóa ẩm thực bản địa, nó đã được những tộc người khác như người Tây, người Hoa, người Dao ứng dụng và thay đổi cách thức làm cũng như một số gia vị cho phù hợp với khẩu vị và thói quen ăn uống của từng dân tộc, từng vùng miền. Thật ra thì du khách đến đây thì mới những cái món ăn, những cái đồ uống và những món ăn dân dã của Đồng Văn này thì mới được gọi là đặc sản thôi. Chứ còn thực ra là đây là những món ăn rất là bình thường mà được người dân vẫn dùng trong bữa sinh hoạt hàng ngày. Thế đồ sấy trên các bếp ấy, đồ phơi trên các bếp thì có thịt treo các bếp, có lạp sườn, có thịt bò tái, thịt bò khô. Thì đây thực ra là nó cũng gọi là đặc sản cho nó nâng cái tầm của nó lên. Chứ còn thực ra đây là những cái món ăn dân dã và những cái cách để bảo quản thức ăn của người dân ở trên vùng cao này. Tại vì bây giờ tủ lạnh mới vào đây, bây giờ mới có điện. Chứ còn trước những năm trước thì không có điện và chắc chắn là không có tủ lạnh rồi. Thì đấy là cái cách mà người ta bảo quản thức ăn từ năm này qua năm khác. Có thể để được 2 đến 3 năm cái thức ăn đấy. Và tự nhiên bây giờ khi du lịch phát triển thì những món ăn đó thì trở thành là đặc sản cho du khách. Đối với người Tây, cách làm thịt treo cầu kỳ hơn, nhiều gia vị hơn và đặc biệt là yêu cầu phải nhiều muối. Tuy nhiên, việc sử dụng muối quá nhiều trong quá trình ướp, đồng thời lại treo trên các bếp, lợi dụng sức nóng bốc lên từ khói bếp làm cho miếng thịt càng ngấm muối hơn, do đó miếng thịt càng tăng độ mặn. Hơn thế nữa, lượng khí thải CO2 từ khói than củi bốc lên trực tiếp ám vào những miếng thịt treo lâu ngày, tích tụ lại gây ảnh hưởng tới sức khỏe người sử dụng. Các chuyên gia nghiên cứu về công nghệ sinh học đã xác nhận sự độc hại của khói than củi lên sức khỏe, ảnh hưởng đến hệ thần kinh và khả năng nhận thức, trí nhớ, khả năng học hỏi, suy nghĩ logic của trẻ em và người lớn. Và không chỉ khói từ than củi ngấm vào đồ ăn, thức uống mới độc hại như thế, mà là tất cả khói từ bất cứ nguồn nào cũng đều độc hại, kể cả khói từ những bếp lò bị hư hoặc không tốt nhưng vẫn được tiếp tục sử dụng để nấu nướng. Thực ra cái hiện tượng mà cái khí khói ở trong dưới nó hấp phụ vào trong thức ăn thì vẫn có hiện tượng xảy ra. Tôi nói ví dụ như là anh đun lúc đầu nhóm lò lên thì cái khí nó bay lên và rất là có nhiều khói màu xanh xanh là khói. Thì khói có thể nhiễm vào và khi cháy như vậy thì nó có khả sinh ra mấy khí độc. Một là khí CO. Nếu bình thường có cháy thật tốt thì nó thành khí carbonic thì cũng là độc. Nhưng mà khí CO còn độc hơn rất bội phần. Ví dụ có khả năng khi mà xâm nhập vào phổi nó khả năng làm có người ta bị tê liệt luôn và có thể bị chết luôn, bị ngạt thở là chết luôn. Khí độc nó hòa tan vào trong cái thực phẩm của chúng ta ấy, thì không có cách nào cho nó thoát ra ngoài cả. Và đặc biệt là trẻ em ăn và những người phụ nữ ăn nó gây rất là dây độc, bởi vì cái khí SHS với cái khí S là cái khí mà có chứa nitơ trong cái than, nó có rất nhiều chất nitơ, nó cháy ra nó là thành những khí endon hoặc khí NH3 hoặc khí NO2 chẳng hạn thì rất độc. Và việc người dân nơi đây quanh năm sử dụng thịt treo làm món ăn chính trong bữa cơm hàng ngày khiến cơ thể, đặc biệt là tim và thận phải làm việc nhiều, lâu ngày sẽ gây nên tình trạng suy thận cấp. Ăn mặn đã là thói quen của rất nhiều người và đó cũng là nguyên nhân chính gây ra bệnh cao huyết áp. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, thì khi ăn nhiều muối, chúng ta đã vô tình đưa nhiều natri vào trong cơ thể. Tuy natri rất quan trọng cho cơ thể, nhưng khi hàm lượng natri trong máu tăng cao, thận phải làm việc không ngừng để lọc máu.
Bởi vì là thành phần của muối, chúng ta đều biết là hai cái nguyên tố chính cho thành phần của muối ăn, đó chính nó còn chính là natri và clo. Thì hai cái yếu tố này thì nó là có tác dụng là duy trì hằng định cái nội môi ở trong cơ thể, duy trì cái áp lực thẩm thấu ở trong máu. Thế chính vì vậy cho nên là nếu khi mà bị thừa muối hoặc thiếu muối thì đều gây những rối loạn chức năng trong cơ thể. Đấy. Bởi vì làm sao? Bởi khi chúng ta ăn muối nhiều, một lượng muối bất thừa vào thì sẽ làm cho chúng ta phải có tác dụng uống nước nhiều hơn. Mà khi nước uống nhiều vào thì sẽ là tăng áp lực tuần hoàn trong máu và là một trong những nguyên nhân gây tăng huyết áp. Thứ hai là khi mà chúng ta uống ăn nhiều muối mặn vào thì chúng ta uống nhiều nước thì thận sẽ phải thải muối qua thận. Ăn uống ăn muối muối qua thận. Và khi thải như thế thì không những chúng ta thải một mình muối, một mình natri ra mà phải thải thêm theo cả cái kali rồi cả theo canxi nữa. Cho nên là sẽ làm cho cơ thể rất là mệt mỏi và thậm chí có thể dẫn đến những tình trạng như là loãng xương do thiếu canxi. Và cái hiện nay thì là cái người ta cái xu hướng mới bây giờ là người ta càng ăn được nhạt thì càng tốt, bởi vì chúng ta đều biết là muối thì không những là chúng ta chỉ nêm nếm vào thức ăn hàng ngày mà bản thân trong thực phẩm cũng đã chứa muối rồi. Thế cho nên là trong những trường hợp đấy là chúng ta còn phải ăn nhạt, nếu mà nhất là những người mà có những tiền sử trong gia đình có người bị cao huyết áp hay là bản thân mình bị cao huyết áp thì cần phải ăn giảm muối. Trong cơ thể chúng ta, nước chiếm đến 60-70% khối lượng. Để điều hòa được lượng nước này đến với các bộ phận trong cơ thể, không thể thiếu vai trò của muối. Nó có tác dụng giúp cơ thể kiểm soát khối lượng máu, điều hòa huyết áp, giúp bắp thịt có thể co duỗi. Đó là chưa kể, muối là gia vị không thể thiếu trong mỗi bữa ăn. Và muối cũng là phương tiện bảo quản thức ăn tuyệt vời. Thông thường mỗi ngày, sau quá trình hoạt động, có thể có khoảng 0,5 gram muối bị đào thải qua mồ hôi. Thiếu muối, cơ thể sẽ bại hoại, mệt mỏi, sự cân bằng bị phá vỡ, gây nên nhiều bất tiện cho hoạt động của cơ thể. Nhưng ăn quá nhiều, cơ thể lại phải đối mặt với nhiều nguy cơ. Ăn quá mặn cũng dẫn đến ung thư dạ dày, sỏi thận, thận hư nhiễm mỡ và nhất là có thể phá vỡ ADN, khiến các cơ chế phục hồi tế bào trong cơ thể ngừng hoạt động hoặc hoạt động kém hiệu quả. Thừa muối hoặc thiếu muối thì đều gây những rối loạn chức năng trong cơ thể. Đấy, tôi lấy ví dụ như trong những trường hợp mà chúng ta bị thiếu muối chẳng hạn thì cũng không tốt, bởi vì trong trường hợp mà bị thiếu muối nặng, ví dụ như những cái người mà lao động nặng ở ngoài trời trời nắng, như là nông dân làm ngoài đồng áng ngoài trời nắng này, hay những người công nhân làm đường mà phải làm nắng mà ra rất nhiều mồ hôi, hay là những người bộ đội mà phải tập luyện tập rất là nặng nhọc ấy mà ra rất nhiều mồ hôi nhiều thì sẽ kèm theo mất mồ hôi nhiều thì sẽ kèm theo mất muối. Và khi mất muối như thế mà lượng muối mà không được đủ vào thì chúng ta có thể cảm thấy trụy mạch, giảm huyết áp và thậm chí trong những trường hợp với co giật có thể gây đến hôn mê, chuột rút vân vân, cho nên rất là nguy hiểm. Hay là chúng ta hay gặp thường ngày nghĩa là những cái cháu bé hay là ngay cả người lớn của chúng ta mà bị tiêu chảy mất nước chẳng hạn, mất nước nặng thì sẽ dẫn đến mất muối và rối loạn muối mất muối điện giải như vậy thì cũng rất là nguy hiểm, dẫn đến trụy tim mạch có thể dẫn đến tử vong. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, để giữ sức khỏe tốt, một người bình thường không nên ăn quá 6 gram muối một ngày một người, tương đương một muỗng cà phê muối một ngày. Cần lưu ý lượng muối cho phép ăn vào ở đây không chỉ là muối ăn mà còn là muối ẩn chứa trong các thực phẩm khác. Trong khi đó, Viện Dinh dưỡng cho biết người Việt Nam hiện nay đang dùng muối lên đến 18-22 gram một ngày một người, cao gấp 3 lần so với khuyến cáo. Sở dĩ có tình trạng trên là bởi từ xa xưa, người Việt Nam đã quen dùng muối để tạo các gia vị mặn như nước mắm, nước tương, tương, chao và dùng muối để bảo quản thức ăn tránh hỏng như các loại mắm, khô cá, các loại rau cải muối chua. Do đó, việc cắt giảm đi số lượng muối không cần thiết mà chúng ta ăn hàng ngày sẽ giúp chúng ta tránh mắc phải những bệnh lý về tim mạch.